Xin chào mọi người, tính đi kênh Hội Ngộ Miền Tây TV nha. Hôm nay mình đi xịt chuột và mình đi thăm chuột cho mọi người xem tiếp nha. Rồi bắt đầu mình đi thôi, cái bình xịt chuột mình để lên đó đó, cái sổ mình đi thăm nha. Rồi mời mọi người cùng xem nha. Xin chào mọi người nha, hôm nay mình đi xịt thăm chuột tiếp nha mọi người. Rồi, một mới vô là một con đầu tiên nha mọi người. Con đầu tiên nè, đi gáo nè, chú chuột lứa không mọi người, con mọi người. Hai chú. Đây là hơi cao sao mọi người. Lứa không à, còn sống mọi người, nói gì bắt đầu luôn nha. À, chú chuột nó gạt quá trời mọi người, sao mà không giật. Hơi cao, giờ hơi cao rồi sao? Đi tiếp mọi người. Con mọi người mới giật à, nó xíu rồi mọi người. Chết. Mới giật nha mọi người. Nha. Hai con này mọi người. Mới giật nha mọi người. Nha. Bụi xà bá cũng nu luôn mọi người. Đàn con mọi người. Đàn con mọi người. Đàn con mọi người. Mình đi ngên vậy hơi lắc nha. Mọi người thông cảm giùm mình nha. Một bên và bên tiếp theo đây cho mọi người xem tiếp nha. Đây là cái bình với cái xịt chuột của mình nha. Mình đi đường dây điện ra ngoài đó, mình đi hơi xa đường dây tại chỗ này cho khô ngay trời mưa á qua. Rồi giờ mình đi thăm cho các bạn xem nè, đường dây của mình đây đó, hôm ốp ha. Bây giờ mình lội vòng cái ruộng này ở bên đó một chút rồi mọi người xem nha. Đi tới đường dây nè, một con mọi người, một con chuột quý nè, quá rồi.
dứt nó ra khỏi con dây rồi mình mới bắt nè. Thả giờ đi bắt mấy anh kia mà bắt mấy anh kia máy hết tiền mới lấy cục sẹt mình ghim vô nha. Vậy nghĩ không biết cái đường này nha mọi người. Dính chết rồi mọi người. Nó còn sống mọi người, bắt nó luôn. Để nó hỏi chạy nè. Nó còn sống mọi người. Mình đập để chết nha. Đi tiếp rồi mọi người. Trước một con nữa mọi người. Hai con luôn. Loại hơi cực nha. Mọi người thấy kinh bình hay, mọi người đăng ký chia sẻ mình một like ha mọi người. Đang con nha. Chết dục lọc hoài à. Đi tiếp nữa mọi người. Mình nha mọi người. Dứt nó lên nè, nước nó lớn nè. Đó, hai con nha mọi người. Hai con nha mọi người. Trọt lên nè. Còn bự mọi người, uống nu luôn. Một luôn, chuột giái không mọi người. Con còn sống mọi người. Đập. Đúng. Nó mới giật mọi người. Nhật nó bò lết rồi đó. Con ạ. Con kiếm. Con kiếm. Đi tiếp mọi người. Rồi, hết rồi mọi người. Dạ tới. Giờ mình coi kết quả thăm người tiên ngạc nhiên nha mọi người. Kết quả là mình đi thăm hồi nãy giờ nha. Chuột không vậy mọi người. Kết quả mà mình đi thăm hồi nãy giờ là được nhiêu đây đây. Để mình đếm này được nhiêu con nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18. Nãy giờ mình đi 20 con nè. Là mình cũng xin quay video tới đây cũng kết thúc luôn. Xin mọi người thấy video mình hay, cho mình một cái chia sẻ là một cái
đăng ký nha mọi người, cho mình một like rồi nha. Rồi xin chào mọi người nha, mình có động lực mình quay tiếp video tiếp theo cho mọi người xem. Rồi xin chào mọi người.